Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho quý vị và các bạn tham khảo một mẫu xe Isuzu Highlander có năm sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.5 máy dầu, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A14027. Một mẫu xe Isuzu Highlander hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Isuzu Highlander đăng ký 7 chỗ ngồi, mang nước sơn màu đen, trang bị la răng đúc 4 bánh này. Xe thì rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc các bạn nhá. Đấy, đèn lốp treo các bạn này. Đấy, lốp treo này, gầm bệ thì chắc, côn số ngọt, máy số ngon. Vâng, đó là một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2004 mà giá tiền chỉ với 198 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 198 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Isuzu Highlander các bác nhé. Sau đây em sẽ điều vào phần hệ thống cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhé. Đấy, một mẫu xe chạy máy dầu. Đấy, một mẫu xe to cao đen hôi. Đấy, sơn xi thì màu đen. Vâng, trong khi thời buổi giá xăng tăng cao thì các bác sở hữu một mẫu xe máy dầu này thì là quá là tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, máy dầu động cơ 2.5. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe đang tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây số các bác nhé. 7 lít dầu trên 100 cây số các bác mua về chạy công trình công trường. Đấy, công trình công trường, đường rừng đường đèo thì con này thì ok luôn các bác này. Một mẫu xe phải nói là gầm cao máy thoáng các bác nhé. Gầm cao máy thoáng này, sơn xi thì màu đen rồi. Nội thất thì ghế da trang bị hai màu. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống gầm của xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe này. Đó, gầm bệ của nó này. Gầm bệ của nó khá là chắc chắn luôn các bác nhé. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt này. Đấy, máy chất gầm chắc, côn số ngọt. Máy số ngon, la răng đúc 4 bánh rồi. Sơn xi này, màu đen xịn sò các bác nhé. Sơn xi màu đen xịn sò. Đấy, lốp dép của xe các bác này. Đấy, lốp xe thì khá là đẹp luôn các bác nhá, rất là dày dặn luôn này. Các bác mua về chỉ việc đổ dầu mà sử dụng thôi. Đấy, lốp xe rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2004. Đây là phần hàng ghế thứ hai các bác này. Đấy, ghế da trang bị hai màu các bác nhá, màu đỏ và đen. Hệ thống bệ bậc lên xuống. Táp ly cánh cửa này. Táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Tất cả hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhé. Không hề có hiện tượng mục mọt. Hốc bản nề. Đấy, tất cả hốc khác bản nề này. Chân của nó là chân nỉ các bác nhé. Chân nỉ này. Đấy, ok luôn. Đây là vùng điều hòa phía sau các bác này. Đấy, vùng điều hòa phía sau các bác nhé. Và đây là phần hàng ghế đằng trước các bác nhé. Đấy, hàng ghế đằng trước này, ghế da thì màu đỏ và đen. Màn hình cam nồi, màn hình Android rồi. Đấy, màn hình cam nồi Android các bác nhé. Đấy, bệ bậc lên xuống này. Phần hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo zin các bác nhé. Cột kèo zin máy số ngon. Vâng, gầm bệ chắc. Vâng, giá tiền thì chỉ với 90 mấy triệu đồng, có nhá, 98 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe động cơ máy dầu. Đấy, đó là một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2004, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Đăng kiểm của em nó còn đến tháng 9 năm 2022 các bác nhá. Phần nóc của xe này. Đấy, đây là phần hệ thống quả lốp của đằng trước
lốp dép của đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, lốp dép thì rất là dày dặn luôn. Đó, rất là dày dặn các bác nhá. Máy chất gầm chắc côn số ngọt. Máy số thì ngon, gầm bệ chắc. Biển kiểm soát thì Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ này, 15A. Đấy, 14027 các bác nhá. Sau đây em sẽ làm phần gầm động cơ khoang máy cho các bác xem này. Đấy các bác xem gầm bệ động cơ khoang máy các bác nhá. Đó, rất là chắc chắn luôn. Vâng, chỉ với 198 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Isuzu. Vâng, Isuzu Highlander. Bốn quả lốp của nó rất là dày dặn luôn các bác này. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ sầu dầu mà sử dụng các bác nhá. Táp ly cánh cửa này, hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá, cột kèo này. Đấy, phần hốc bản nề này, ôi sờ kê luôn các bác nhá. Đấy, phần táp ly cánh cửa. Vâng, đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Âm thanh thì rất là hay luôn. Đấy, phần hệ thống khung cánh cửa này, tất cả này, keo chỉ của xe này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Đấy, keo chỉ này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, có địa chỉ ở thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Đấy, một mẫu xe Isuzu Highlander. Đấy, động cơ máy dầu. Sau đây em sẽ tiến sâu ở bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhé. Sau đây em sẽ đổ máy lên các bác này. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác nhé. Đấy, máy búng nhẹ cái lỗ ngay, xi nhan báo rẽ này, hoạt động rất là trơn tru. Màn hình Android rồi. Đấy, các bác mua về thì chỉ việc đổ dầu một sử dụng thôi. Đấy, gạt lửa các bác nhé. Đấy, hệ thống quả số này, đây là phanh tay nó nằm đây các bác nhé. Sau đây em sẽ cài số ra xem nào. Con này màn hình có cam nùi chưa nào? À, con này mới có màn hình chưa lên cam nùi các bác nhá. À, mới lắp làm màn hình Android thôi chưa có cam nùi. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác cái cam nùi đấy là ok các bác nhá. Phần là táp lô này. À, táp lô của xe các bác nhá. Hệ thống kính lên xuống này. Rồi, hoạt động rất là trơn tru luôn. À, rất là ok các bác nhé. Phần táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ này. Đấy, các bác xem táp ly rất là đẹp luôn. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy cho quý vị các bạn tham khảo nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan động cơ khoang máy của chiếc Isuzu Highlander có năm sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động, động cơ máy 2.5 máy dầu. Vâng, với giá tiền chỉ với 198 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Vâng, một mẫu xe Isuzu.
Dạ vâng, đây là phần hệ thống tổng quan khoang máy của chiếc Isuzu Highlander có năm sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.5 máy dầu. Vâng, máy lổ giòn tan các bác này, đấy, máy thì khô ráo sạch sẽ này các bác nhá, không hề có hiện tượng gì dầu. Vâng, rất là đẹp luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này mua về chạy công trình, công trường, đường hướng, đường đèo, ok luôn. Vâng, chỉ với 198 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Isuzu Highlander. Đấy, gầm cao, máy thoáng các bác nhá, máy chất gầm chắc, côn số ngọt, động cơ 2.5 máy dầu, một anh chàng to cao đen môi. Vâng, giá tiền chỉ với 198 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Isuzu Highlander hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Đấy, tất cả hệ thống đinh tán tàn giật các bạn ạ. Đấy, đinh tán tàn giật các bạn nhá, nguyên bản luôn, máy nổ giòn tan. Vâng, máy đang nổ các bạn ạ, quạt gió đang hoạt động thôi nhá. Đấy, máy nổ giòn tan luôn. Bác nào một quan tâm đến mẫu xe máy dầu động cơ 2.5 hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị, hãy cho nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh các bác nhá. Đấy, các bác xem máy móc của nó ok luôn. Hệ thống tổng quan của lắp capo này. Đấy, tất cả tem mát thân máy rồi xuất này, các lỗ của nó này tròn nguyên bản các bác nhá, tròn zin nguyên bản luôn, không hề móp méo các bác nhá. Đấy, một mẫu xe máy dầu, một mẫu xe Isuzu Highlander. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe máy dầu, gầm cao, máy thoáng, sơn xi màu đen xịn sò, một mẫu xe gia đình sử dụng này, hãy cứ nhấc máy đến alo trực tiếp cho em. Đấy, các bác xem hệ thống tổng quan khoang máy của chiếc Highlander các bác nhé. Mà giá tiền thì chỉ với 198 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 198 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe Isuzu. Đấy, phải nói là rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, một mẫu xe gầm cao, máy thoáng các bác này. Đấy, một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2004, mang phiên bản số tự động, động cơ máy 2.5 máy dầu, với giá tiền chỉ với 198 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.